Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 26 ngày 27 tháng 11 năm 2023 được dự báo như sau. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 82%.